Sáng nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh bố trí 24 điểm thi chính thức và 24 điểm thi dự phòng với 515 phòng thi. Có 11.795 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đang học lớp 12 là 11.438, thí sinh tự do 357, tổng số nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi 2.265 người. Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn đã nghe báo cáo của các đơn vị, kiểm tra việc đăng ký, tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, công tác tuyên truyền phổ biến về kỳ thi, tổ chức quán triệt và học quy chế thi, về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ cho kỳ thi, phương án phòng chống dịch bệnh, các biện pháp ứng phó với thời tiết khắc nghiệt cực đoan. Các nhà trường, nơi đặt điểm thi đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi. Qua kiểm tra, các thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các nhà trường trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đồng thời lưu ý trong thời gian tới các điểm trường, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực tổ chức thi, có các phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền để thí sinh nắm chắc, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, không được mang các thiết bị công nghệ cao bị cấm vào trong phòng thi, tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở sinh hoạt cho cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.